Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người. Thì mình có đi ve chai mua được một số món đồ, hôm nay chia sẻ với anh em cho đỡ buồn. Cái đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là mình mua được một cái khói pin. Đây là cái khói pin nè, mình mua được 30k. Pin trong pin xe đạp đó, nặng kinh luôn. Pin này không phải là pin 18650 mà pin này nó có cái chỉ số khác nha quý vị. Mình sẽ cắt thử cho quý vị xem luôn. Test thử cho nó còn von không, nó như thế nào. Lấy mua luôn với giá 30k. Đấy. Điểm ve chai người ta bán mình 30k. Đây nè, bên trong nó là gì nè anh em. Đó. Đấy. Này. Bên trong nó nè. Nặng kinh luôn á, nó có 3 dãy. Giờ mình lấy một dãy thử, mình test thử nó có chạy được cái gì không. 30 ngàn của mình coi nó có xứng đáng không. Dán con keo tựa luôn á, trên dính. Ôi. Rồi mình tháo từ viên ra mới được. Tháo từ viên chi mình đo luôn đi, đỡ lỡ rồi có mình xài mình hàng lại không nổi. Pin này pin bự bự không à, pin to to không à. À dạ, coi coi viên nào nó còn sống không. Lấy đồng hồ đo ra, dặn về thang 20v. Pin này nó là pin như volt ta, còn 0.7 0.8 gì nè. Này dương này âm nè. Này 0.8 0.8 này hết luôn, này không lên luôn. Thấy đi rồi đó. Rồi giờ mình lấy ra một viên mình để vô cái máy Lito Cala của mình coi, mình nó có la không, thử kiểm tra coi nó còn xài được không. Đây. Có viên pin là nặng thấy ghê luôn, viên pin này á. Pin này mà còn xài được chắc đã lắm ta. Ôi trời. Pin này mà còn xài được ha. Là ngon lành luôn á. Đây. Đặt cho cái máy Lito Cala coi. Cho điện 12V vô coi. Đây là điện 12V 2A. Nun. Viên pin này xài không được. Lấy cái viên pin đầu tiên coi. Để vô nó báo nun. Cắt cái đầu này bỏ. Rồi đặt cái viên pin vô, dẹp mấy này qua bên cho nó chống chảy cái bàn làm việc coi. Tám mươi hai MR còn xài được nha quý vị. Viên pin này có 82 MR à. Còn xài được. Nhưng mà sao mà nó vô kỳ vậy.
vô kiểu này là chết tôi rồi. Rồi dưới này còn xài được nè. Hai mươi bảy MR. Ô, cái viên pin này còn xài được quý vị. Được nha, ok nha. Cái viên khác coi. Cái này mình cắt ra là mình sạc không được đó nha. Mình lấy cái keo kéo mình cắt ra mới được chứ mình đừng có. Cái đoạn này thì mình tháo bỏ được nè. Ở dưới này nè mình có thể. Đấy, cứng một cái đó nha. Cứng hơn chữ cứng. Đấy. Mình test thêm viên này nữa coi. Viên này. Đấy. Này nó bự quá bự. Xe số 1 có, xe số 4 có. 82 MR. Dẫn vô pin nha quý vị. Dẫn vô á. Nhưng mà nó vô không biết làm sao đây. À dẫn vô pin nè. Đó. Còn lời sạc xong thì không biết sao đây. Nói chung là 30 ngàn mua nó cũng hầm hinh lắm. 30k. Đóng pin luôn. Rồi không được thì từ từ tính. 1,38 là đó nó dừng lại rồi, nó sẽ sạc. Mình thấy nó ok đó. Rồi mình sẽ để đó cho nó sạc thôi. Sạc nó dưới dòng 1A coi, 700 đi. Rồi. Ok. Để đó cho nó sạc đi. Đừng quan tâm tới nó. Để đây đừng chạm nữa. Để em nó ở đây đây. Bây giờ đừng quan tâm tới nó. Rồi, mình vừa điều chỉnh cái dòng sạc của nó cái gì. Rồi, để hai viên pin đó đi. Rồi. Mấy này thì mình cũng để nó qua đây đi, đo tiếp mấy này hay là sao ta? Lỡ sẵn là đo luôn. Coi nào còn sống không? Đây. Này 0,00 0,2 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 lên. Không phải 1. Ok đi, bỏ qua một bên đi. 30k cho một cục trình. Pin còn tốt thì sợ luôn. Để cái muốn sập nhà vậy. Lụm được cái cọng dây này để dành xài. Này nè. Cái dây cũng phải lụm hết. Rồi. Bỏ cái vụ mà cái cục pin sạc các quan bỏ đi. Bây giờ mình xin chia sẻ tiếp các cái dụng cụ còn lại á. Hãy
Đây mình mua được cái này rồi nè. Đây. Mua được cái cặp đèn này nè. Biết nó còn xài được không à. Nhưng mà cái này thì nó mất cái nút ở trên nè. Đó. Bây giờ mình sẽ thử nghiêm thử cái này vô coi. Cái này nó thấy còn. Ê, nó còn sáng đèn kìa. Đẹp lắm. Để mình tháo cái máy xuống mình quay cho quý vị xem. Nó làm gì nè quý vị. Đẩy. Đó. Đây. Nó có cái chỗ hát USB này, SD với USB nữa kìa. Mà không biết hát như thế nào à. Đây cũng vậy nữa nè. Rồi nó phun giò sen lên nữa kìa. Đấy nó phun đổi màu phun. Đấy cặp đèn mà cái này nó mất tiêu phần trên nè. Hơi tiếc ha. Nhưng mà hôm sau mình sẽ kiếm cách mình chế lại. Đầu tiên mình mua được cặp đèn. Cái này thì nó xuất cái mạch điện này ra kìa. Ghim vô nó cũng không biết rồi nó có sáng hay không nữa. À, còn cái lo đó nè, đây hát lo nữa nè. Hát cái thẻ nhớ nữa nè, cái USB nữa nè. Rồi. Rồi, mình sẽ cho cái này qua bên đi, rút chui này ra đi. Được cái đèn. Quá im. Tiếp theo mình lại mua được một cái đèn nữa. Đèn hoa sen nữa. Mình đi gặp cái này là mình mua à. Giờ mình thử điện luôn. Tháo ra luôn. Đấy. Ghim điện cháy liền. Rồi, vui. Đây ổ điện đây. Ghim vô. Ô, cháy luôn. À, cháy nè. Đổi màu nữa nè. Xanh lá nè. Đầu xanh dương nè. Đấy, trên này đúng đổi màu nữa nè. Này vệ sinh lại. À, vệ sinh lại là ngon. Xanh lá, xanh dương. Đỏ. Nói chung là mua được ba cái đèn, cái nào hai cái xài được, còn cái kia thì không biết nó như thế nào. Không biết em tôi ra sao. Đấy. Tiếp theo mình mua được một cái cây quạt đập mũi hiệu là Sunmax. Đó, nhưng mà dùng điện vào 200V, dùng điện làm việc là 3000V. Cái này như là người ta có tháo ra người ta sửa rồi hay gì. Đó, mà nó không có lượng, không có ấy nè, ốp đèn thấy không sáng. Đâu mình thử ghim điện vô coi ha. Thì ghim điện vô này nữa coi nó có sáng đèn không. Nếu như mà ghim điện vô mà đèn này nó sáng mà cái này nó hoạt động có nghĩa là cục pin bên trong ha. Thì mình đã tìm được cái cọng dây điện này nè, cái được cái chui số 8 rồi nè, chắc số 8 rồi nè. Ghim vô, giờ mình ghim điện vô coi. Vô thấy im gu rồi. Đây đây, đang hoạt động, ý đang sạc nè. Để chứ đang sạc nè, chớp chớp nè. Bật lên coi. Rồi, đèn à. Đèn không thấy đèn sáng. Đang sạc. On 1. Rồi bây giờ mình lấy cái vít mình à. Bấm vô thử coi, nó có nổ chát chát không? Đây, bấm. À, nó kêu cái kịch kìa. Điện yếu quá. Nó có kêu nha. Rồi. Mình khẳng định là cái này nó hư pin. À, chỉ cần thay pin vô là ok à.
để dành mình có ấy thì mình nói chung là mình cũng không thích đập mũi, không thích sát xanh. Đi dây chai thì gặp nhiều lắm, mà tại thấy cái này nó mới quá mình mới lấy ha. Rồi ok, được cái cây phợp đập mũi để đây đây, để em thôi nó bị chạy chỗ cái mắt cong lắm. Tiếp theo mình có lượm được hai cái nguồn này, là cái nguồn không biết cái nguồn gì nữa, để có chữ gì nữa nè, tình gì cái nguồn để chữ nữa nè, tùng tùng là cái gì, tàn là tiếng Miên, không biết lộn tiếng Tàu tiếng gì không, có thông số không ông nội, để cái gì sao con biết, không có thông số gì luôn á. Có bên trong đó nè, vải thiệt chứ, mình thấy 4-5 cái luôn mà mình lấy có 2 cái à. Cái này thấy lấy luôn. Biết được cái này. Biết dòng điện ga nó còn nhiều nữa. Ga cái này là nó ga AC nè. Bây giờ mình thử luôn coi. Chơi liều mạng luôn. Ghim vô. À, nó sáng đèn nè. Nó vậy. Coi dòng điện ga nó coi. Này là ga AC nè. Mình sẽ dặn vô cái thang AC. Không, nó ga không tới 200V đâu. Mình thọt vô. Thọt vô ga gì? Mày ga gì ba? Đo gì nó ra 2-3V gì? 4,4V. 3,4V. 12 nữa kìa. 39 nữa. Nói chung là này nó bị mát rồi. Chắc nó hư rồi người ta mới bỏ chứ không có ai mà cái khơi đâu, kệ, lấy linh kiện đồ chơi. Dây điện đồ nữa nè, chui bọng gì. Rồi. Để em nó nằm đây. Được đây cái nữa nè. Cái này thì nó có tiếng tiếng này smart chạc. Input 220, output power 132V, output volt DC 59V. Input power AC 1,7 tới 1,9 về ra 59V. Này ra 59V. Mà đứt cộng dây rồi. Đứt rồi. Được cục nữa, hai cục. Rồi. Kệ nó đi. Mua được một đống băng cassette. Nhà không có đầu băng nhưng mà thích mua đống băng. Từ từ mình sẽ mua cái đầu hát băng thôi. Mình mê cái đó lắm. Ngoài cổ ngoài đệm. Mình bây giờ đâu khoảng đâu cả 100 cái băng này rồi. Không có cái đầu hát băng nhưng mà có băng nó mới ghê đó chứ. Này, được cái băng Tình Lãng Tử gì của Mạnh Quỳnh gì nữa nè. C90 gì nữa nè, đấy. Đã chưa? Đây, băng ca sĩ Mạnh Quỳnh luôn. Tình Lãng Tử rồi mới ghê đó. Còn đây cái băng nữa. Gì, nhạc qua. Vắng em chiều nay ăn mà nhẹ theo gió bay. Mua được một chiếc xe hơi. Xe này chắc chở 800 người quá. Đây. Tên tên tên. Đã chưa? Đó. Xe đồ chơi thôi. Đấy. Cái này chạy bằng gì ta? Không phải bằng pin rồi. Không có được đi pin đâu. Này chạy bằng chạy bằng cơm. Xe này chạy bằng cơm.
một món đồ chơi nữa, đó là cái súng bắn bong bóng. Đấy. Thì đây. Đây nữa. Một con này là cái con này chạy bằng pin. Chạy bằng pin, hai cục pin 3V. Hai cục pin, một cục 1.5V gì đó, nó chạy 3V. Gắn vô coi chạy không nội. Gù bà gù cái công tắc đó, chủ hành chắc công tắc đấy. Chỗ nào là công tắc đó, đây 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 đây. Rồi em gù rồi. Quan trọng là chỗ này nó bị sét nè, nó không biết nó. Thôi. Bỏ qua đi, video dài dài sọc rồi. Ở đó mà test chứ không test. Nói chung là chỉ còn lại mấy món là cái súng được chơi nè. Đấy. Cái súng mà. Cái mục tưa. Tưa này muốn tưa gì? Biết còn bo được không? Thử điện nữa coi. Lấy cái cọng dây nào ta? Dây mới chế ngày hôm qua. Bà 5, bà 7 gì đó. Mua tôi để đây luôn đi. Có gì test hết. Được cái cục sạc AC 6V 1A. Rồi, nói chung là ngày hôm nay còn một số món linh tinh kia mình không giới thiệu đâu. Thì nói chung ngày hôm nay mình đi về chai và mua được một số món như thế này, giới thiệu để quý vị cùng anh em đỡ buồn ha. Xin chào quý vị và anh em, hẹn gặp lại quý vị và anh em trong các phần chia sẻ sau. Bye bye.